Má thiệt, ngày xưa mở mở like lên cái 500 600 view đề ba, xong là bèo nhất 300 view đẩy hồi lên gần 1000 view luôn. Má giờ ngồi nói chết mẹ luôn, đi biểu tình cho dữ vô. Má giờ dám chuẩn bị nhốt tạm giam rồi, gì về coi livestream cũng được nè. Trời đất ơi, có thằng bồ của nhân viên tao ngứa nú đi ra ngoài biểu tình, không có biểu tình mày đi coi, mày đi coi mà hai nó xui một cái. Má hôm bữa hai thằng đó kỷ niệm mất mất trinh đời nhau hay gì đó, hai thằng nó đeo cái dây quấn cổ tay màu đỏ hết. Ông ra ngoài, biểu tình ngoài đường an ninh tưởng đâu, má mày dân biểu tình mày mà đầu xỏ lôi lên xe luôn, nhỏ khóc quá trời luôn, má khóc miếu máu xin tha luôn. Hỏi sao đeo vô mà đỏ? Không có, tại bồ em với em đi chung mới mua một kia. Mấy chuyện nó bỏ đâu có đăng đâu, sao tụi bay biết đúng không? Ủa, nhân viên tôi dính nè, không phải nhân viên tao mà là thằng bồ của nhân viên tại tao. tại vì cái này là Má, cái tật, đó là cái lần tật thứ không hai hết tao á, bị đó, tại vì thật sự là cái tật người ta đi biểu tình đi ra coi. chỉ muốn là tới bưu điện thôi rồi khách tự ra lấy cũng được, nhưng mà bên đó giống như họ hối bắt buộc khách phải ra lấy, còn không Chơi họ mà đeo dây hối cặp thì phát khách con thì khách họ hơi lo. à, là bữa đó con nhỏ đó không đi, bị đi bắt một cặp luôn rồi, Dạ bắt rồi, một mà cặp là về nhận thêm giấy báo thôi việc rồi. 2005 Cái tội nhân viên tao mà đi không hết. em gửi ngày 8 tháng 6 Hên ngày chồng hôm qua đó, thôi, hên ngày hôm chồng qua nhỏ thôi, đó. mà hôm nay thì nó lại Xong cái về nó nó má lại đời ra này đâu, ngoài nữa, tao cho nói nên cuộc đời đâu là thiếu trai đâu, nó mày bị đường đường nhân viên tao mà đi quen cái thằng nào mà nó trẩu như xa vậy, xa bưu điện lắm. quá thua luôn. Người ta nói là phụ nữ hơn nhau tấm bồ đúng không em? Rồi Má nghĩ sao đi rồi quen thằng rồi bồ cảm đúng ơn chị trẩu nhiều nha, luôn. tại vì này là thứ hai rồi cho nên khách em cũng hơi khó chịu, chị thông cảm cho em nha. Má chơi việc cặp Tức nữa. là lúc đầu cũng là đi bưu điện nhưng mà lại hẹn khách ra cái Mới đường yêu nào tình đó đầu. xa cái bưu điện lắm để nhận, chứ không có để bưu điện cho khách. Khách thì khách nói em như vậy mà không biết là có cái gì giữa khách với lại cái bên bọn thực thể không nào. Nhận giấy báo thôi việc buồn luôn chứ sao nữa, ăn đâu má đi đo biểu tình là cho đi lên đường luôn chứ rảnh. Dạ, em thì không hiểu là cũng má nuôi cho mày đã, mày phá nhà nước nữa. Nói với em á là bên đó nói là phải ra ngoài nhà nó dẫn 2 3 giờ vậy đó, chỉ là có màu đen khách nói em như vậy. trong trong là sáng đen rồi, cảm ơn chị nhiều, xin lỗi chị nhiều nhé. Còn đi trước lưng là màu đen. Mày nghe thì mày nghe đi, mày nhìn gì? Dạ. Thì anh Hải cho em hỏi là anh chuyển ngân hàng nào anh Thông cảm mẹ, sáng sớm nhiều đơn hàng quá, điện không không có mua. Agribank hả anh Hải? Cái này anh tầm nói là phải tuần này nó về anh ơi, trong tháng 6. Này thành phố Hồ Chí Minh yên bình quá chán vi cờ Dạ lờ. vâng, dạ rồi. À, vậy khi anh chuyển gọi thì anh có thể gọi lại anh trong trong nếu như vậy thì anh nhé. sẽ quay alo anh thì không được, nói chung là nó cung cấp rồi. Ba mẹ anh ở trong nước hay ở nước ngoài vậy anh? Dạ đúng rồi, Trời đất ơi, mẹ nước mình ở chi đâu, đi đâu nếu làm chi mà mấy em đúng đúng không? rồi, cái Nước vitamin mình ở mà đẳng thì cấp chứ. vitamin này nó hỗ trợ anh cái vấn đề sức khỏe rất Đối là với người ta đi nước ngoài đẳng cấp, tốt. nhưng mà đối với anh hai chữ quê hương nó mới đẳng cấp em. Đi tao muốn đi nước nào tôi trả được, đúng không? Mà có sống được cái mảnh đất mình sinh ra hay không đó mới là đẳng cấp. Thì cái đó thì có Thằng liên nào quan thấy tao nói đến hay thì like cái làm coi. 2 ngày nữa mới về. Vốn 200 triệu mà, Đúng 200 rồi, triệu làm đại lý con của anh đi mẹ ơi. Chứ 200 triệu được kinh được doanh tầm anh, 7 tầm nói bả chung phá là sản anh với cũng mẹ giờ rồi. được ăn á. Ông kia 200 triệu mở quán nhậu. Đúng rồi, anh Mở mở 3 ngày lỗ hơn 3 trăm ngày triệu quán ngon rút vốn về luôn. Anh tên gì nè? 913 319 01689. Anh chờ xuống nhà thôi là có khách mua hàng quá trời đúng không em ơi, đơn nhỏ nhỏ anh thoại em gọi à cứ đơn anh Aulip với BCA co là được có gần 2 triệu mà mũi không giao không về đó anh tại có xài Zalo hay là Facebook gì không, anh gửi cho qua Zalo có tiện không. Chào chị Trang Cao. Zalo cái này luôn đúng không? Rồi, có gì em kết bạn nữa đó, có gì em 33 kg anh nâng nổi không? Tao nâng cái thằng cầm 33 kg cộng với 33 kg nổi á. Không phải thằng đó nó lớn tuổi, tao nó 36 lần, tao mới 33 mà ghét kêu nó bằng thằng luôn. Tao ghét cái thứ mẹ ngu xong gây hiệu quả nghiêm trọng rồi sao la tao không biết á. Quá dạo này nghe trào lưu câu đó tức 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 tào máu em. Lúc bình thường á thì hỏi báo cáo tròn mặc áo có sạch vô cái dạy em không biết. Đâu ra cái đạo lý mắc cười ghê á. Ổng này đọc báo cái mấy máy tin là tao nó không tức không đọc á. Đảng gamer thành đảng gái gú con mẹ nó rồi.
kệ nó mày ghim ghét thì cuối cùng dòng đời vẫn đi về gái thôi chứ đâu. Đúng không? Xã hội bình thường nó trực tiếp từ thằng si ke nó qua thằng mê gái. Còn tao đi vòng vòng chút xíu tao mới qua thằng mê gái. Vậy đó. Ủa cái địa chỉ của anh em nhận được là tao nói đường nào cũng về thành Rom lận vậy đó mấy em. Chỉ có bắt cầm thì thua rồi. Trên bảo dưới nghe chịu. À chị em giao. À 1-5-7. Chào chú Tư. Chú Tư không biết chú này hôm nay bên bển chú có vận động gì không mà không thấy ai nữa hết trơn chú. Đi đâu hết trơn rồi. Chưa thấy ngôi sao nào mà chớm nở trên bầu trời dân chủ hết. Vì có coi Ngô Kỷ coi rồi. Hôm qua coi rồi. Nói chung ông Phúc Nguyễn hôm qua thì bạn khen thì thôi chứ anh Duy đánh giá. Duy đánh giá mà ông đó bữa đó đam chưa hay. Bữa đó đam chưa hay đâu. Đúng không? Có chỗ quá thì gắt. Nhưng mà có chỗ quá thì cái cần gắt thì lại không gắt. Vậy đó. Lúc mà tự nhiên nói ông kia là rác á, nói cha Will là rác, thì ý của ổng á là ổng nói là cái vấn đề của thằng Will đó đó so với vấn đề ban giao Việt Mỹ đó chỉ là cộng rác. Còn thằng cha Ngô Kỷ á thì xuyên tạc nói là ừ thằng cha này chửi ông kia là rác. Nó nói ừ tao nói rác rồi sao. Nó mệt đâu. Còn cái lúc có tội không có tội gì đó nó nhây nhiều vòng quá rồi qua nước tao bắt kệ mẹ người ta. Tối ngày cứ nói luận điểu là gì tà quyền cộng sản rồi vô pháp vô thiên tào lao. Câu đó câu nhảm nhí nhất trong giới dân chủ nó nói các bạn. Nói câu tào lao quá va vẫn. Bởi vì nói mấy câu đó làm biến bình luận đúng bình luận sao nữa thiệt. Nói câu nào nó phải hay vừa phải xíu. Động lực an ninh mạng mà lôi ra sổ miết. Ông Ngô Kỷ ổng còn méo hiểu khởi tố là gì nữa mà. Vì mới đầu dùng chữ cáo buộc vậy đó mà chữ khởi tố. Mà khởi tố chưa có tội. Đúng không? Khởi tố sao có tội được. Cái khởi tố với cái cáo buộc đó, đúng không? Cái cáo buộc là cái mình nói. Còn cái khởi tố là một cái quá trình. Đúng không? Cái quá trình đem ra tòa án để tòa án xử. Nói chung là mệt quá. Hôm qua mấy thằng bị bay vụ tao nói clip đó vui lắm, hài lắm, vô coi thấy có hài gì đâu. Không có gì hài hết á. Đi cổ vũ biểu tình anh ơi. Cổ vũ biểu tình được nhiêu tiền mày? Tao thấy đi biểu tình được có 300 mẹ chắc cổ vũ được 30 quá. Mà 300 thì cũng hên xui đó nha, chứ đâu phải ai cũng 300 đâu. Đúng không? Nó mấy bạn phải nói lại đi, mấy bạn đừng có lời lừa đảo người ta. Không có nhiều thằng nó đang thiếu tiền trọ nó đi thiệt á. Đi đã đời không có 300 vô 3 ngày.